Bài này của chúng ta chia cái địa chỉ mạng 192.168.1.0. Hôm trước mình có một cái bài tập liên quan đến chấm 0, thì có một bạn lấy cái địa chỉ này đặt vô địa chỉ mạng là không đúng. Địa chỉ này không dùng để đặt chỉ mạng, bởi vì xịt 24 24 là gì ta? Nếu như người ta không ghi xịt 24 cũng được nha, tại vì mặc định nó là lớp gì? 192 là một lớp gì? Lớp C. Lớp C thì mấy octer làm địa chỉ mạng? 3. 3 octer tức là mấy bit? Rồi, ok. Như vậy ở đây người ta ghi địa chỉ lớp C mà xịt 24 là thừa. Nhưng mà tại vì mình đang có chia địa chỉ mạng con, cho nên là mình ghi xịt 24, để tí nữa mình sẽ xịt cái khác, 25, 26, 27. Được chưa? Mình xịt cái khác, cho nên là mình để xịt 24 để cho mình dễ nhìn, dễ thấy, dễ hiểu thôi. Chứ mặc định của nó là xịt 24 thì không cần ghi. Kịp chỗ này không? Rồi. Như vậy bây giờ mình sẽ chia mạng con, và người ta yêu cầu là 50 IP cho mỗi mạng con. Như vậy mình sẽ quan tâm đến cái chỗ 50. Đó. Chỗ con số 50 để mà mình làm. Như vậy con số 50 IP cho mỗi mạng con, tức là một cái địa chỉ mạng của mình nó có hai phần, một phần là net ID và một phần là hot ID. Hôm trước mình làm lớp A, lớp B, lớp C đó. Như vậy phần hot ID là tất cả những cái bit ở phía sau, nó sẽ tính ra mạng con. Như vậy giả sử như là lớp A của mình là có 3 octer làm phần hot ID. Còn ở đây lớp C là một octer làm hot ID. Như vậy nếu mà mặc định lớp C của mình thì nó sẽ có bao nhiêu hot? Bao nhiêu hot? Lớp C là 8 bit. 8 bit làm hot. Được chưa? Cho nên nó sẽ có 2 mũ 8. 2 mũ 8 làm hot. Nhưng mà 2 mũ 8 là nó có địa chỉ đầu và địa chỉ cuối không xài, cho nên chúng ta trừ 2. Như vậy một địa chỉ mạng là 192.168.1.0 xịt 24 thì mặc định chúng ta sẽ có 254 hot, tức là nó cung cấp được 254 IP cho cái mạng này, là từ 192.168.1.1 cho đến 192.168.1.254. Thì mình sẽ đặt được cho 254 máy trong cùng một mạng để nhìn thấy nhau. Kịp chỗ này không? Rồi. Bây giờ người ta yêu cầu có 50 thôi. Như vậy mình nhìn thấy con số là 2 mũ 8 nè, là ra 254. Vậy mình tìm một con số nào đó để cho nó ra lớn hơn hoặc bằng 50 là được. Đó, là hai mũ mấy mà nó sẽ lớn hơn bằng 50, hai mũ mấy trừ 2. Như vậy chỗ này mình để đầu tiên là mũ 8 đi, thì mình sẽ có bằng 2 mũ, bấm bên này trừ 2 thì mình có con số là 254. Vậy mình giảm xuống còn 7, 126 còn 6, 62, 5, 30. Nếu như mình chỉ dùng 5 bit cho phần hot thì cái mạng của mình nó chứa tối đa là 30, mà cái đề là mấy? 50. Như vậy mình sẽ dùng là mấy bit nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ có là 8 nè, giảm xuống 8, 7 để các bạn dễ nhìn. Rồi, 8 là 254, 7 bit là 126, 6 bit là 62, 5 bit là 30. Vậy mình chọn mấy bit làm phần hot là được? Mấy bit làm phần hot đây? 50. 50 hot. Mà ở đây 30 là không được rồi. Vậy là 6. 62. Vậy mình sẽ chọn ở đây. Mình chọn ở đây là 6 bit làm phần hot. Được chưa? Rồi, 6 bit làm phần hot để
chia cái địa chỉ mạng này. Như vậy chúng ta sẽ tính ở chỗ này địa chỉ của chúng ta đầu tiên. Phần này chúng ta cho gọn lại để cho nó dễ nhìn. Như vậy địa chỉ của mình đầu tiên là 192.168.1. Ở phần này thầy không có ảnh hưởng gì hết, cho nên thầy giữ nguyên cái con số thập phân. Chúng ta không cần phải tách nó ra thành nhị phân. Được không nào? Và chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần là 6 bit ở phần hot. Như vậy chỗ này mặc định của nó là 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây là chấm 0 nè. 8 bit ở phần hot. Bây giờ mình sẽ lấy là 6 bit phần hot thôi. Như vậy thì trong này có 2 bit đầu tiên ở đây, nó sẽ làm phần net. Được chưa? Đó, như vậy chỗ này chúng ta sẽ có cái này chúng ta gọi là, để thầy sửa lại chỗ này tí xíu. Cái này chúng ta gọi là địa chỉ mạng. Để thầy làm luôn nhị phân đi cho nó dễ. Chứ còn giữa thập phân và nhị phân nó xen nhau khó nhìn. Địa chỉ mạng. Như vậy mình chỗ này là mình có chấm 0, 192.168.1.0 là địa chỉ mạng của mình. Vậy nếu như mà địa chỉ IP nhị phân thì chúng ta sẽ có là bằng dead to bin của 192. Rồi tương tự như vậy. Dead to bin 1.2. Và thầy sử dụng một cái kỹ thuật nhỏ nhỏ của Excel để cho mình làm đủ 8 bit. Mình làm đủ 8 bit. Như vậy chỗ này thầy sẽ add thêm, nếu mà ít nhất là 1 bit, vậy thì thầy sẽ add thêm phía trước này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Add thêm. Và lúc này mình chỉ lấy write của cái này phải 8 bit. Cái này là cái kỹ thuật Excel thôi, để khi mà mình biến một cái con số cho nó ra đủ 8 bit mình dễ nhìn thôi. Đó, thấy đủ 8 bit chưa? Ví dụ như chấm 1 là tự động nó thêm 7 bit 0 nè. Chỗ này 0 thì tự động nó thêm 7 bit 0 để mình nhìn thấy mỗi octa đều có 8 bit, được không? Kịp chỗ này không? Kịp chỗ này không nè? Rồi ha. Để thầy dời cái này ra một tí cho nó cách cho nó dễ nhìn. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ có cái địa chỉ, cái subnet mask ha. Subnet mask mặc định. Mặc định của lớp C là mấy ta? 255. 255. 255. Chấm 0. Đó là mặc định của lớp C. Mặc định của lớp C như vậy thì mình sẽ có cái công thức để mình tìm được cái subnet mask của lớp C mặc định là nó như thế này. Được không? Rồi, mình bây giờ mình sẽ cần là 6 bit ở phần hot. Tức là chỗ này mình có 6 bit nè. 6 bit thì 6 bit này là mình dùng để làm hot, thầy để màu xanh. 2 bit đầu làm net, thầy dùng màu đỏ. Như vậy thì nó biến mất tiêu rồi, chỗ này thêm vô dấu nháy nó mới còn. Ok. 2 bit đầu thì chọn màu đỏ. 6 bit sau thì chọn màu xanh để cho nó dễ nhìn. Như vậy nếu như mình dùng 6 bit để làm hot thì chỗ này địa chỉ subnet mask của mình mặc định ở phần net là nó như thế này. Còn phần hot của mình sẽ là 1 1 1 2 3 4 5 6, được không? Đó, địa chỉ mà net của mình, bởi vì mình dùng chỉ có 6 bit ở phần hot thôi, thì subnet mask
hôm trước mình nói ở phần nào thuộc về net thì subnet mask là số 1. Phần nào thuộc về hot thì subnet mask là không. Như vậy thì đây là cái subnet mask mới nè. Subnet mask mới ha. Subnet mask mới. Vậy mình sẽ có chỗ này là subnet mask mới. Mới với cái mạng con của mình. Vậy thì cái subnet mask mới này nó sẽ là bằng bao nhiêu đây? Mình sẽ làm một cái hàm ngược lại là bin to net để mình chuyển ngược cái thằng này lại. 255. 255 và 192. Đây là subnet mask mới. Kịp đến chỗ này không? Chúng ta đổi chỗ này cho cái bài làm nó đơn giản tí. Cái địa chỉ mạng con thì nó theo mạng con, còn subnet mask thì mình tính được trước rồi. Cho nên subnet mask thay đổi lại là số 1. Địa chỉ mạng con bây giờ mình mới tìm cho là số 2. Rồi, địa chỉ mạng con. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình quan tâm đến cái phần phía sau thôi. Phần phía sau thôi. Chứ mình không có quan tâm đến cái phần đầu này nữa, bởi vì phần đầu này nó không thay đổi. Nó giống y chang, nó giữ nguyên. Cho nên chúng ta sẽ thay đổi phần đầu. Thì chỗ này thầy sẽ lấy là địa chỉ mạng con 1. Địa chỉ mạng con đầu tiên. Địa chỉ mạng con đầu tiên thì nó giống y chang như cái cũ. Giống y chang như cái cũ ha. Là chỗ này không thay đổi, mình giữ nguyên. Địa chỉ mạng con không thay đổi, giữ nguyên. Và chúng ta chỉ có quan tâm đến hai cái bit đỏ này nè. Hai bit đỏ này nó sẽ thay đổi đầu tiên là 00. 00. Còn địa chỉ mạng thì tất cả các bit ở phía sau đều bằng 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là cái cũ của mình. Đó. Như vậy ở chỗ này mình sẽ quan tâm đây là địa chỉ mạng con đầu tiên. Vậy chúng ta sẽ sử dụng cái hàm để chúng ta tính lại địa chỉ mạng con 192.168.1.0. Đây là địa chỉ mạng con đầu tiên. Rồi, người ta nói địa chỉ đầu, địa chỉ cuối. Chỗ này mình tính là địa chỉ đầu của mạng con 1 ha. Của mạng con 1. Địa chỉ đầu của mạng con 1 thì ở cái phần net của nó là không thay đổi. Phần net của nó là không thay đổi. Chỉ có phần hot. Phần hot thì cái chỗ này nè. Địa chỉ mạng con 1. Thì nó chỉ thay đổi cái bit cuối cùng này là 1. Đây là địa chỉ mạng con đầu tiên. Địa chỉ mạng đầu tiên của mạng con 1. Và chúng ta sẽ có địa chỉ đây. Địa chỉ cuối. Chỗ này địa chỉ cuối của mạng con 1. Như vậy thì khi mà mình muốn tìm địa chỉ cuối thì mình tìm cái địa chỉ này trước dễ hơn. Mình tìm cái địa chỉ quảng bá. Địa chỉ quảng bá của mạng con 1. Địa chỉ quảng bá là gì? Giống y chang như thế này. Giống y chang như thế này. Nhưng nó khác cái gì? Nó khác là tất cả các bit ở phần hot đều bằng 1. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, 6 bit 1. Cái này gọi là địa chỉ quảng bá. Địa chỉ quảng bá. Như vậy địa chỉ quảng bá của nó là 192.168.1.63. Vậy địa chỉ cuối là gì? Địa chỉ cuối là cái bit cuối cùng này là số 0. Địa chỉ cuối là bit cuối cùng là số 0. Đấy, như vậy mình đã có được mạng con đầu tiên. Mạng con đầu tiên là 192.168.1.0.
Địa chỉ đầu 192.168.1.1, địa chỉ cuối 192.168.1.62, có nghĩa rằng những cái IP nào nằm trong cái vùng này thì mới thấy nhau với subnet mask này. Còn nếu như 192.168.1.64 thì nó sẽ không thấy những IP trong vùng này. Được không? Đó là mạng con. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ tìm cho mạng con thứ hai. Thầy copy cái này xuống cho nó nhanh, rồi tí nữa mình sửa. Như vậy, đối với mạng con thứ hai thì địa chỉ mạng cũng giống như vậy, địa chỉ đầu, địa chỉ cuối, địa chỉ quảng bá y chang. Nó chỉ thay đổi cái gì? Thay đổi hai bit này nè. Bit này lúc đầu thành từ 00, mình đổi nó thành 0 01. Chỗ này đổi thành 01, chỗ này đổi thành 0 01, và tương tự như vậy, mình đổi cái này thành 01 là mình đã có được địa chỉ mạng con thứ hai. Vậy lúc này 192.168.1.64 nó không còn địa chỉ mạng nữa. Bởi vì bạn đặt địa chỉ IP 192.168.1.64 mà bạn để subnet mask là 255.255.255.192, nó sẽ báo lỗi. Bởi vì đây không phải là địa chỉ mạng. Đó, lúc này nó biến rồi à, nó biến đổi rồi. Cho nên chúng ta địa chỉ này, xin lỗi, nó không là IP được nữa, nó sẽ biến thành địa chỉ mạng rồi. Tương tự 127 cũng vậy, mình cũng không đặt được IP luôn. Với subnet mask này là mình không đặt được IP luôn. Và tương tự như vậy, mình sẽ có mạng con thứ ba. Mạng con thứ ba thì chúng ta chỉ thay đổi chỗ này 01 thì nó trở thành gì các bạn? Nhị phân. 01 nó sẽ tăng lên thành cái bit này số 1 mà cộng thêm 1 nữa là thành mấy? Cộng nhị phân nha. Thì nó trở thành 110 ha, nhị phân mà. Rồi, chỗ này nó cũng trở thành là 10. Chỗ này trở thành 10. Và tương tự như vậy thì cái địa chỉ quảng bá cũng là 10. Và địa chỉ mạng con chỗ này mình sửa lại, mình sửa cái ấy mình copy mà mình chưa sửa. Chỗ này là mạng con 2. Mạng con 2. Mạng con 2. Chỗ này là mạng con 3. Mạng con 3. 3. 3. Tương tự như vậy, mình sẽ tính được mạng con 4. Mạng con 4 của mình là bao nhiêu? Chỗ này mình sẽ tính được mạng con 4. Vậy chỗ này từ 10 mà nó tăng lên thành gì? À, 11, đúng rồi. Như vậy chỗ này mình sẽ tăng lên thành 11. 11. Rồi. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái bài tập là với đề yêu cầu là chia cái mạng con này, cái mạng, cái địa chỉ mạng 192.168.1.0 xuyệt 24 thành những mạng con nhỏ. Và mình đã chia được 4 mạng con nhỏ. 4 mạng con nhỏ. Đó, 4 mạng con nhỏ. Địa chỉ đầu, địa chỉ cuối, địa chỉ mạng. Những địa chỉ nào mà cùng địa chỉ mạng thì sẽ nhìn thấy nhau. Như vậy mình có 4 mạng con nhỏ. Và bây giờ có một số cái con số mà mình cần phải nói được ở đây. Thứ nhất là mình sẽ có được là số bit phần hot trước. Tại sao mình nói số bit phần hot trước? Lý do là mình tìm được cái số 6 này nè. Số bit phần hot của mình là 6 bit. Vậy thì mình nói cái số bit phần hot trước là 6.
Vậy thì số bit phần net là bao nhiêu? Theo các bạn đã 6 bit phần hot rồi, thì số bit phần net là mấy nhỉ? Nó dùng 6 bit để làm hot rồi thì còn net là mấy bit? Đây, tổng cộng bao nhiêu bit 1? Ba tám hai bốn cộng hai nữa, hai bốn cộng hai nữa là hai, mặc định nó là 24 bit rồi, cộng thêm hai bit này nữa nè là 26. Hay mình có thể dùng là mặc định là 32 bit, mình đã sử dụng 6 bit rồi thì còn lại 26 bit làm phần net, được không? Đó, như vậy mình có thể có được một con số nữa mà mình có thể nói lên ở đây là số hot, số hot mỗi mạng con, số hot mỗi mạng con thì nó sẽ bằng 2 mũ số bit dùng để làm mạng con trừ 2, thì mình có tổng cộng là 62 hot trong mỗi mạng con. Từ đây đến đây là 62 hot nè. 1.1 đến 1.62 là 62 hot. 1.65 cho đến 1.26 là 62 hot. 129 đến 190. 193 đến 25, 254. Như vậy thì đối với lại một bài toán mà chia mạng con thì chúng ta sẽ có những con số như vậy để chúng ta nói lên một cách để chia mạng con. Hả? 192, 168, 1, 90 hả? Chấm 90 thì nó nằm trong mạng con 2. Đâu 190 đâu? À đây hả? Đâu có gì đâu. Thì tại vì chỗ này là nó tính từ cái IP này ra nè. Thì từ mặc định của mình là từ 192.168.1.1 cho đến 192.168.1.254. Thì nó có 190 ở trong đó là đúng rồi. Đó, như vậy thì cái cách để mình tìm một mạng con, ví dụ như cũng đề này nhưng người ta yêu cầu không phải là 50 nữa mà là 30 ha, cũng là đề này mà các bạn giúp cho thầy tìm thử xem nếu như mạng con là 30 thì làm sao. Cũng là đề này, nhưng mà cái mạng chỗ này mình cần là 30 IP hay là 30 hot, tùy cái đề. Có đề người ta nói là sẽ tìm cho là mỗi mạng con cung cấp 30 hot. Đó, 30 hot. Thì cái số liệu dưới này nó sẽ khác đi nha. Nó không giống vậy, mình phải tìm ra. Nếu mà 30 hot là mình dùng mấy bit ở phần hot, rồi xong bắt đầu mình mới tìm subnet mask mới nè. Đó, chỗ này là subnet mask mới của mình nè. Đó, subnet mask mới của mình. Subnet mask mới, đây subnet mask mới đây. Thì cái chỗ này mình mô tả được là mình mượn 2 bit của phần hot, thì mình tô lên vậy để cho mình dễ nhìn. Thì nếu như mà chỉ cần 30 hot thì mượn mấy bit, thì các bạn tính ra giúp thầy. Và thầy sẽ chuyển cho các bạn cái file Excel này luôn. Các bạn sẽ thay đổi những con số dưới này để cho nó phù hợp. Còn công thức thì thầy đã làm sẵn ở đây rồi. Ok.